Xin chào tất cả mọi người, mình là Diệp Bảo Ngọc. Bảo đóng vai Na trong bộ phim Làm Giàu Với Ma lần này. Nếu anh cần tiền, tôi sẽ giúp anh kiếm tiền. Cũng rất là tình cờ thôi. Vào một buổi chiều đẹp trời thì anh Trung Lùng có gọi cho Ngọc và nói là Ngọc ơi, có một cái vai này rất là hợp với em. Em đọc thử kịch bản đi. Nói về Diệp Bảo Ngọc thì có lẽ cô ấy đã làm việc với tôi rất nhiều. Tôi hiểu được cái diễn xuất của Diệp Bảo Ngọc. Nó rất hợp với vai mày. Ủa gì vậy? Cái ưu điểm của Diệp Bảo Ngọc đó là diễn rất mộc. Cô ấy diễn tự nhiên, nó mộc mạc, nó không màu mè, nó không có kiểu là kỹ thuật biểu diễn. Thì sau khi mà Ngọc đọc sơ qua kịch bản tóm tắt, Ngọc khá là bất ngờ. Trong cái trí tưởng tượng của mọi người thì ma là một cái gì đó nó rất là ghê và rất là sợ. Nhưng mà ma lần này sẽ rất là khác biệt. Tôi tự nhủ với mình là tôi sẽ không làm một cái nhân vật ma mặt phải trắng để làm cho người ta sợ. Nhân vật Na này là một cái nhân vật mà nó rời khỏi nhà, rời khỏi ngôi mộ, đi bụi đời, va chạm với cuộc sống xung quanh của những cái con ma với nhau. Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Càng xem thì cái người xem sẽ quên đi đây là ma mà là một cái con người thật thụ. Ma nhưng mà cũng có những cái hỉ nộ ai ố, cũng có những cái bực tức, cũng có những cái vô tri. Và nói chung đây là một cái vai diễn rất là dễ thương. Và nói chung là Ngọc rất là thích cái vai này. Đây là một trong những vai diễn ma đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Ngọc. Cho nên đó là lý do tại sao mà Ngọc rất là hứng khởi khi mà Ngọc đọc lý lịch của nhân vật Na. Và cũng rất là cảm ơn anh Trung Lùn cũng như là anh Tuấn Trần đã gần như là gợi ý cái vai diễn này. Qua đó thì mình cũng thấy là vai Na là một trong những cái vai mà cần có trong cái sự nghiệp diễn xuất của mình. Cho nên là mọi người hãy ra rạp để mà xem Na lần này và ma lần này khác biệt như thế nào nha. Sao đi cả buổi trời chúng giải tám nữa, có 1.2 triệu hả? Ma cũng cơm áo gạo tiền, tụi tôi cũng phải giành giật cô hồn mới có miếng ăn đó anh Lanh à.